Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Anh Ngọc Vlog. Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn theo dõi một cái chương trình. Phải nói rằng là đây là một cái chương trình hết sức là tuyệt vời. Không biết quý vị và các bạn có đặt ra một câu hỏi là vì sao mình lại đang ngồi ở ngay trên đống củi và những cái viên gạch vồ ở phía sau của mình. Thì ở phía sau của mình đây là rất là nhiều củi đấy, được gia đình nhà bác Sáu cũng như là rất là nhiều anh em làng xóm cũng như là rất là nhiều những người có tấm lòng cao cả đang hướng về miền Trung. Và chắc chắn quý vị và các bạn sẽ thắc mắc là vì sao mình lại đứng ở đây và ngồi ở đây để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Đống củi này đã chuẩn bị để tối nay sẽ thực hiện cái quá trình là nấu bánh chưng. Tất cả con người ở trên đất nước Việt Nam đều hướng về quê hương miền Trung. Chính vì đó thì mình ngày hôm nay là với một cái danh nghĩa là một người làm YouTuber thôi. Đó là trên kênh Anh Ngọc Vlog thì mình chia sẻ cho quý vị và các bạn. Ở cái vị trí này mình đang đứng ngay tại vị trí nhà bác Sáu. Sẽ quay lại toàn bộ cái khung cảnh là bà con gói những chiếc bánh chưng. Và cụ thể là 10.000 chiếc bánh chưng. Và ở cơ sở này thì đây là 5.000 chiếc bánh chưng. Và 5.000 chiếc bánh chưng này sẽ được thực hiện trong ngày hôm nay. Thì đây là tất cả những nguyên liệu mà chuẩn bị cho buổi gói bánh chưng đó. Thì các bạn sẽ theo dõi xem cái quá trình mình sẽ quay toàn bộ cái khung cảnh này cho quý vị và các bạn được theo dõi nhé. Trước ống kính của quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh mà các cô chú đang chuẩn bị với một cái không khí rất là khẩn trương. Giờ mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình mà các bác, các cô, các chú đang chuẩn bị rất là sôi nổi và hết sức là tâm huyết. Trước ống kính của quý vị và các bạn, đây là những vật liệu chuẩn bị cho quá trình nấu bánh chưng. Ở đây là chuẩn bị cho phía trước là đây là những cái viên gạch vồ. Những viên gạch vồ này sẽ là chuẩn bị cho cái bếp. Thường thường người dân Việt Nam thì sử dụng những cái viên gạch để kê lên để nấu, tức là bắc cái nồi lên để nấu. Và đây là nguyên vật liệu củi được chuẩn bị rất là nhiều. Đây, các bạn thấy không? Đó, rất là nhiều. Không những là sẽ nấu 10.000 chiếc bánh chưng nào, miền Trung đang còn gặp khó khăn thì người dân Dân Lý, Bố Thiều và Triệu Sơn luôn hướng về miền Trung. Và đây là nguyên vật liệu để chuẩn bị cho quá trình nấu những chiếc bánh chưng đó. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tham quan ở phía trong. Đối với các bác, các cô, các chú đang chuẩn bị gói bánh chưng và quá trình tiến hành như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Đây là ngõ đi vào nhà của bác Sáu. Bây giờ mình sẽ đi vào để cho mọi người được theo dõi. Bình thường thì mọi người đều rõ là không ai làm cái bạt này để che cả đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt, là che bạt từ đầu ngõ vào để làm gì? Để cho rất nhiều người dân đến đây để có thể thể hiện tấm lòng, những tình cảm hướng về miền Trung thông qua những chiếc bánh chưng này. Và bây giờ mình sẽ đến ngay vị trí mà các cô, các chú, các bác đang thực hiện cái quá trình gói bánh chưng, chuẩn bị bánh chưng như thế nào. Đây, xin chào các bác, các cô, các chú nha. Và đây các bác, các chú, cô, các chú đang chuẩn bị. Đầu tiên mình sẽ đến cái công đoạn là đang chuẩn bị lá rửa xong rồi, chờ là được cái gì nữa. Theo chia sẻ thì cơ sở này là sẽ nấu khoảng là 5.000 chiếc bánh chưng. Mình đến hơi muộn nhưng mà dù sao thì vẫn đang quá trình đang tiếp tục. Đây các bạn thấy đây là gạo nếp. Đấy, gạo nếp để gói chiếc bánh chưng thì các bạn thấy là rất là nhiều cái công đoạn khác nhau. Và công đoạn đầu tiên là quá trình chuẩn bị gạo nếp rất là kỳ công và được làm sạch rất là nhiều rồi, ngâm và làm sạch. Còn ở phía sau nhà này thì quý vị và các bạn thấy các cô đang chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo. Đây là một cô đang chuẩn bị nồi. Có lẽ cái nồi này cũng không đủ để nấu khoảng từ 5.000 chiếc bánh chưng đâu ạ. 30 cái nồi nấu tiếp tục trong 30 chiếc nồi ạ. Nồi phải chuẩn bị 30 cái. 30 cái như thế này ạ. Nấu 8 tiếng đồng hồ. Dạ vâng. Đấy là theo chia sẻ của các bác, các cô thì 30 cái nồi như thế này
đấy, nấu 8 tiếng thì được một mẻ bánh trưng. Dạ vâng. Đây, theo phong tục tập quán thì cổ truyền thì vào dịp Tết thì chúng ta mới nấu bánh trưng. Tuy nhiên thì theo tiếng gọi của trái tim cũng như là cái tình cảm của người dân miền Trung ruột thịt thì đối với người dân ở Triệu Sơn nói chung và đối với người dân Lý và người Triệu Sơn, người ở ngay tại đất Phố Thiều thể hiện gửi gắm tình cảm vào đất miền Trung thì quý vị và các bạn thấy là các cô đang chuẩn bị đây là lá giềng và lá nếp ạ. Thơm. Cái lá này sau khi được giã ra, cô có thể chia sẻ đây là bằng giã bằng tay hay bằng máy đấy? Đây là phải xay bằng máy. Đây bằng máy á. Xay bằng máy, xay bằng máy á. Vâng. Sau khi xay nhỏ để mục đích là cho nó ra cái nước màu xanh này ạ. Nước màu xanh. Vâng, cho chiếc nó bánh nó đẹp hơn. Nước xanh là thơm lắm. Vâng, và bỏ thêm một chút lá thơm nữa. Có phải là lá nếp không cô? Lá nếp để cho cái hương vị của một chiếc bánh trưng là ngon hơn. Mình cũng sẽ không đi sâu vào cái phân tích chiếc bánh trưng, chỉ muốn gửi gắm cái tình cảm của các cô các chú thôi. Hy vọng quý vị và các bạn luôn đồng hành với anh Ngọc Vlog. Đấy, đây là và đây phía sau của các cô này là những chiếc lá. Đây là lá giềng cô nhỉ? Đây là lá giềng. Đây là lá giềng. Đấy, cái lá giềng mà vừa rồi quý vị và các bạn theo dõi là các cô đã giã lên để tạo màu cho những chiếc bánh trưng. Rồi bây giờ ta đây là những chiếc chậu để ngâm gạo. Đấy, và cái nồi chuẩn bị cho quá trình nấu. Có thể chia sẻ một chút là cái quá trình ngâm gạo thì mất nhiều thời gian không? 15 phút. Khoảng bao nhiêu phút hả cô ơi? 15 phút. 15 phút. Nhưng mà sau khi ngâm xong thì mới đầu thực hiện quá trình đãi đúng không ạ? Quá trình đãi xong rồi trộn muối á. Trộn muối. Để tăng cái vị cho bánh trưng. Cho mặn đậm đà. Vâng, cho bánh trưng này đậm đà hơn. Đấy. Thì mọi người sẽ tưởng tượng rằng là ở vị trí này là các bác các cô các chú sẽ thực hiện là gói là 5.000 cái. Đây là cơ sở đầu tiên nhé các bạn nhé. Còn thực ra còn gói rất là nhiều, mình sẽ quay nhiều cái khung cảnh và nhiều video để cho quý vị và các bạn theo dõi. Cảm ơn bác. Đây là bây giờ sẽ đổ cái nước này vào đúng không ạ? Vâng. Rồi. Đổ nước màu xanh để nước giềng giã ra và lá thơm. Giã ra để em tưới. Đây bát này. Không các bạn nó rất thì lên. Đây. Lấy cái bát này. Màu xanh. Đấy, rất là đây là nhằm mục đích là làm cho chiếc bánh trưng có màu đẹp. Cái này phải cho nhiều lá nước vào cho nó màu xanh nhỉ? Có cần phải nhiều không bác ơi? Vừa thôi là xanh thôi, không phải nhiều. Vâng ạ. Cảm ơn bác. Và bây giờ mình sẽ đi ra cái khu các bác các cô các chú đang gói bánh trưng. Đây rồi, một mẻ đầu tiên đây. Với hai thanh niên rất là lực lưỡng đang đưa bánh trưng vào nồi. Đấy. Quay cái dãy nồi kia chưa? Dạ vâng ạ. Đó. Theo ước lượng của hai thanh niên thì khoảng bao nhiêu cái ở trong cái nồi này? 200 cái. 200 cái. Đó. Nồi này xếp được 40 cái. Vâng ạ. Đấy, cứ xếp lục quanh trong nhét vào giữa là được. Nhưng mà đừng không tặng quá thẳng không nở. Theo nhận định của mình thì cách gói có thể là sử dụng hai phương pháp. Một là gói bằng khuôn. Là gói bằng tay. Đấy, với chiếc gói màu xanh nhạt này là gói bằng khuôn này. Còn xanh đậm này là gói bằng tay. Tức là quá trình là 75 cái nồi này. Khoảng
chính xác là khoảng bao nhiêu cái em? 80 cái. 80 cái một cái nồi là 80 cái trên một cái nồi. Đấy, các bạn đấy. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong để cho quý vị và các bạn quan nhé. Nhiều nơi ông là cấp 2000 lá. Đó đấy, giải quyết ngay đấy, cái lá vô cùng đẹp. Đây, xin chào các bác, các cô, các chú nha. Rất nhiều các cô các chú đang tập trung ở đây. Mình đến hơi muộn nhưng mà mình sẽ quay toàn bộ cái khung cảnh để cho mọi người. Đây, vì miền Trung ruột thịt cho nên là các cô các chú tập trung tại đây để gói những chiếc bánh chưng này để gửi vào trong miền Trung. Bác ơi, bác có thể chia sẻ một chút gì về cho mọi người để biết được chúng ta đang làm gì để hướng về miền Trung ạ? Dạ vâng. Theo nhận định thì đối với ở trong khu vực miền Trung thì người ta muốn ủng hộ những cái vấn đề gì hay là người ta có nhu cầu về bánh chưng nhiều hơn ạ? Không có chỗ mà để nấu nướng thì anh em ngồi đây của xã Tân Lý chúng tôi là gói bánh chưng để trao tặng cho nhân dân miền Trung. Đây các bạn thấy những chiếc bánh chưng rất là đẹp để ủng hộ vào miền Trung. Những chiếc bánh chưng rất là đẹp. Đây, tay cô quán những bánh chưng như này để ủng hộ. Rất tuyệt vời. Trung thân yêu. Còn đây là gạo của đã được lết thái dưới cái nước màu lá giềng. Nhân cũng không có gì khác so với khi quá trình gói bánh chưng cổ truyền. Đây là Tết Nguyên Đán. Và đây là thịt cá nhân thịt là nhân chân nhân đầu. Đây là nhân đầu. Đầu, đây là đầu, đây là thịt này. Vâng. Đây là có cá cháo hầm luôn. Các bạn không khí rất tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài ngoài đây một chút để cho quý vị và các bạn theo dõi khung cảnh ở ngoài đây nữa. Đây các bạn thấy ở ngoài đây có cả thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi đều có hết đấy các bạn nhé. Đây. Em Mai có ý kiến gì xin chào khán giả và có gửi gắm gì với người miền Trung không? Xin chào cả nhà. Bà con nhân dân Dân Lý đang tham gia công tác gói bánh chưng và đồng hành cùng với công ty Thép Huy Hoàng Gia là nhà tài trợ chính trong chương trình này. Thì bà con rất chỉ là hồ hởi phấn khởi được tham gia và gửi được cái tình cảm tấm lòng của mình đến cái chiếc bánh chưng này. Và cũng rất mong là miền Trung sẽ vượt qua được những cái khó khăn, sớm vượt qua những khó khăn. Rồi, rất cảm ơn. Thế thì xuất phát từ cái tình cảm mà người dân Dân Lý nói riêng á, thì muốn gửi vào những cái chiếc bánh chưng này thì theo em thì các bác này xuất phát cái tình cảm rồi, nhưng mà vấn đề là do đâu mà lại có thể tập hợp được rất là nhiều cái chiếc bánh như thế này? Viên và bà con nhân dân trong địa bàn xã Dân Lý thì nghe tin như vậy thì bà con là sẵn sàng và sẵn sàng với cái tinh thần đoàn kết tương thân tương ái là chị em rất là hồ hởi và tham gia với cái tinh thần đoàn kết và hướng về miền Trung để có những cái chương trình này, chị em rất là tự nguyện đấy, mặc dù là công việc rất bận nhưng mà chị em cũng sắp xếp thời gian để đến đây với những cái chương trình này vào miền Trung thân yêu của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn em Mai. Và bây giờ mình tiếp tục đến các vị trí của các cô. Đây, mọi người theo dõi. Đây là từ những bàn tay rất là sáng tạo cũng như là rất là khéo thì quý vị và các bạn thấy gói nên những cái chiếc bánh chưng rất là đẹp.
nói về Tết cổ truyền thì các bạn thấy chúng ta mới hay chuẩn bị những chiếc bánh chưng. Tuy nhiên thì vì miền Trung ruột thịt thì các bạn thấy là các cô các chú đang gói rất nhiều các chiếc bánh chưng. Tao đến là đi là thứ mấy rồi đó, nhưng có cái chợ là phải đi đón hết xong mới sang được. Ăn chưa? Ăn chưa? Chưa là được cái gì không? Minh Trung ơi, cố lên. Đấy, quay là cái kẹo đấy, cái kẹo hay nha. Cố lên nha. Vâng, cô có gửi lời gì đến miền Trung không ạ? Chào miền Trung. Nói chung là ở Thanh Hóa rất nhiệt tình và miền Trung cố gắng lên nha, không bao giờ để rớt cho miền Trung lại phía sau. Phải cố gắng lên. Dạ, vâng, cảm ơn cô nhá. Ôi, chứ hôm nay xem cái ông mà 5 ngày mới được ăn bữa cơm mà. Đây là công đoạn của các em đang chuẩn bị này, những cái công đoạn rất là quan trọng là chuẩn bị lá để gói những chiếc bánh chưng ở phía trước như chúng ta vừa thấy. Vì sao mà lại trước khi gói lại phải tước cái sống như các em nhỉ? Gói nó dễ nhỉ? Tức là cho nó mềm cái lá nữa. Quá trình gói sẽ dễ hơn. Cái nguyên vật liệu của lá dong này phải đặt từ đâu hay là cứ ra chợ là mua luôn hả em? Không, cái bột con lá à đấy, theo chia sẻ của các em thì những chiếc lá dong này là phải lấy từ Mường Lát các bạn ạ. Các bạn biết được là Mường Lát là vùng quê của Thanh Hóa, vùng cuối cùng, tức là ở xa nhất của Thanh Hóa. Khi các bạn đến đầu Thanh Hóa, đi đến cuối Thanh Hóa thì đến địa bàn của huyện Mường Lát, mà huyện Mường Lát thì rất là xa, giáp biên giới các bạn ạ. Đấy, mà những chiếc lá dong này phải nhập từ Mường Lát với có lẽ là theo ước lượng của mình thì là khoảng 500 km. Đấy, 500 km thì quý vị và các bạn biết được là cùng là quê Thanh Hóa nhưng mà với quãng đường là rất là xa xôi như vậy. Tuy nhiên thì với tình cảm của người con quê hương dân lý Triệu Sơn muốn gửi tới những chiếc bánh chưng vào miền Trung thì không quan trọng quãng đường, quan trọng là tất cả tình cảm sẽ dành cho những chiếc bánh chưng này. Hy vọng là miền Trung sẽ đỡ khổ hơn, vất vả hơn. Đấy. Đấy. Theo chia sẻ của các cô thì thời điểm đầu là rất là đông, mọi người đến đây rất là đông. Thời điểm này buổi chiều cho nên là mọi người về với gia đình. Thì đến ngày mai mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn tiếp ở cái video tiếp theo. Những chiếc nồi bánh chưng đang được bày sẵn rồi, kê rất gọn gàng và bên trong có lẽ là đã chuẩn bị rất nhiều chiếc bánh chưng. Mình sẽ ghi lại tất cả những hình ảnh rất là quý giá, tất cả những tình cảm của người con dân lý nói riêng hướng tới miền Trung ruột thịt. Và những chiếc nồi bánh chưng này sẽ mang đến cho tất cả người dân miền Trung một cái miếng ăn phải nói là rất là ấm lòng. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng hiểu được cái tâm tư tình cảm của người dân đối với người dân phố Thiều, người dân dân lý đối với và đây. Đây có lẽ là nồi to nhất. Theo ước lượng của mình đây là khoảng 80 cái trên chiếc nồi bánh chưng này. Bây giờ mình sẽ xem cái nồi bánh chưng này như thế nào. Đó. Tiếp tục cái nồi thứ hai, nồi này cũng có lẽ là cũng khoảng là 70 chiếc bánh chưng. Với chiều cao là thấp hơn. Đây, cái nồi thứ 3. Đây các bạn thấy đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ xem nồi thứ 4. Đấy, với ước lượng của mình thì cái nồi này chắc phải đến hơn 20 cái đúng không? Đấy, rất là đẹp. Vâng, khoảng 20 cái. Nồi này nhỏ hơn các bạn này. Rất tuyệt vời. Đó.
thời gian gói rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên thì ở mẻ đầu tiên, ở lần đầu tiên này, người dân Dân Lý muốn chia sẻ với một cái ngày thứ nhất, đó là cái số lượng của chiếc bánh chưng này. Đó. Tiếp tục, nồi này to hơn các bạn ơi. Đấy. Đó. Và chúng ta tiếp tục theo dõi nồi tiếp theo. Với một cái số lượng nồi như thế này thì chắc chắn không thể là huy động ở một gia đình được. Phải huy động rất nhiều gia đình để góp lại tại vị trí nhà bác Sáu này để thực hiện quá trình nấu bánh chưng. Đấy. Và đây là nồi cuối cùng ở cái mẻ thứ nhất. Nghe các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Đó. Và mình sẽ đếm xem là khoảng bao nhiêu chiếc nồi trong mẻ thứ nhất. Đúng 11 nồi các bạn ạ. Với số lượng là 11 nồi. Đó, 11 nồi và phía bên trong vừa mình chia sẻ cho quý vị và các bạn toàn bộ cái khung cảnh mà các bác, các cô, các chú đang gói tiếp thì ước lượng trong ngày hôm nay là khoảng 1.000 cái. Sẽ tiến hành nấu trong vòng khoảng 8 tiếng để ra lò 1.000 chiếc bánh chưng đầu tiên để gửi vào miền Trung ngay tức khắc trong ngày hôm sau, tức là ngày mai. Và ngày mai để tiếp tục mình sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị và các bạn là cái mẻ tiếp thứ hai, tức là mẻ thứ hai khoảng 1.000 cái nữa. Hy vọng quý vị và các bạn luôn yêu thích và đồng hành với anh Ngọc Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.